Con này mà anh kêu giả á? Con bạc hết rồi, giả rồi. Thế á? Bét phải 35 không, con này yêu hơn này. Đẹp quá, con nào được xinh. Chắc ở đây chả có chỗ mà nuôi. Đơn giản em chỉ bán cho sinh viên nhiều. Khi nào chơi chán lại mang về quê ạ. Cái con này yêu quá, trẻ con này yêu quá. Ôi sợ ơi. Chơi chán lại mang về quê chỉ bán nhiều. Con này về là có chiều đóng nhiều chứ nhỉ, con mèo này. Nó mấy cái bọn trẻ con này, trẻ con yêu này, yêu này, yêu này, yêu này. Đây là những con chó con này chưa đợi sữa được, đem được đi bán nhá các bạn nhá. Thì Vũ xin giới thiệu quý vị và các bạn, đây là một quầy bán chó ở Hà Nội. Yêu quá, con chó này yêu quá. Ôi dồi ôi, em chỉ thích con này thôi. Ai da. Con này yêu ấy, trông trẻ con thế. Con này trẻ con này, thích này. Cả ngày ở đây chắc đói và mệt lắm rồi đấy nhỉ. Đây là những chó ở dưới đây. Ôi, em muốn mím. Con chó kia tưởng là mẹ đang đòi bú à. Đang còn khát sữa, khát nước. Ơ chú ơi, phải cho nó ít nước nó uống chú ạ. Ôi ngủ à. Dòng này 2,5 triệu. Noodle. Chỗ này chật đấy. Ôi em tít kia buồn ngủ à. Quê mèo thích. To rồi. Ôi giời ơi. Nó cắn à? Cắn á? Cắn lại. À quên. Nó không cắn. Đây là tua. Con này. Con này về ăn chấm về lắm. Thế á? Cái lò muối là ăn chấm à? Lò muối là ăn chấm. Đâu? Nhìn cái muối nó màu hồng là ăn chấm. Nhìn cái muối nó cũng muối. Cái muối ăn chấm á? Nhà có gì đâu mà ăn chấm. Chị nhìn muối con mèo ấy giống muối thằng này không? Hả? Chị nhìn cái muối con mèo này giống muối thằng này không? Bán em không? Em bán con chó này. Con mèo này mà kêu ăn chấm à? Tội nghiệp nó nhá. Lên nữa thì đẹp lắm. Eo ơi. Đấy bệnh. Bệnh mẹ. Không quẹn đâu này. Bình bơ luôn. Có cái con mèo này biết bên kia có con chó cũng yêu yêu lắm, nó cũng hơi ngây thơ ấy. Mấy con này được cái cá này. Giống này giống gì ấy chú? Ôi. Anh à, mấy con này được cá.
tối nó mới được ăn à? Ủa, đói khát nhỉ? 7 giờ rồi bắt đầu được ăn. Ê, hăng đi. Cô ra chia ra, cho ông ra. Nếu có một cô, có gì đâu, cho cô một cô. Vâng. Lâu em mua đi thì để cho mẹ đông nộng nữa. Chuột đầu hàng. Con mèo này. À, ý Vũ TV xin gửi tới quý vị các bạn là những hình ảnh về chú chó, chú mèo rất đáng yêu được bán ở trên vỉa hè Hà Nội nhá. Bây giờ chập chiều nên là nó được bán khá là đông. Buổi tối này nên là hình ảnh nó hơi kém, hơi tối nhá. Các bạn thông cảm. Con mèo đáng yêu lắm. Cái con nó giá tầm 2-3 triệu chứ. Và đây là đường phố Hà Nội này. Don't stop.